Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Hải để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai rất là đẹp nha. Đó, dáng đẹp, đế đẹp luôn. Quá xá đế luôn ha. Đây, chào em. Dạ, chào anh Tấn, chào cô chú anh chị đam mê mai vàng trên toàn quốc ha. Thì hôm nay em có một lô mai giảo lá gai bông từ 6 tới 12 cánh để lên giao lưu cùng cô chú anh chị mình ha. Mong cô chú anh chị xem tham khảo và ủng hộ cho em nha cô chú anh chị ha. Rồi để không mất thời gian của chú anh chị, ta tiến hành dùng mã số đầu tiên luôn cô chú anh chị mình ơi. Rồi hình thức ở đây lúc nào cũng là dạ, bao sóng bao ship nha. Bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi mã số đầu tiên là mã số 33. Chiều cao 56. Chiều cao tương đồng của chú anh chị ơi. Hai em này hoành cũng giống nhau. Dạ, hoành cũng giống nhau luôn, 9.5 10 yếu. Dáng cũng giống nhau luôn. Dạ giống nhau luôn anh. Rồi, y chang luôn của chú anh chị ơi, 9.5 10 yếu luôn. Đó, hai cây rất là xứng đôi vừa lứa luôn của chú anh chị ơi. Rồi mã 33 giao lưu cô chú anh chị giá 350.000, bao sóng bao ship toàn quốc cô chú anh chị mình ơi. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây. Mã số 2 cũng có là hai cây số luôn. Số 34. Ủa mã số 34 của chú anh chị. Cao luôn. Cũng có là hai cây luôn ha. Đi. Rồi chiều cao tương đồng 57 của chú anh chị ơi. Rồi hoành cũng tựa. Em 57 chiều cao. Em này hoành 12. Rồi, em chắc kia. Em này 11 của chú anh chị ơi. Rồi hoành em này 11 luôn ha. Rồi xe xe luôn. Đó, em nói chung hai em này thì có củ đế điều duyên hết của chú anh chị, rất đẹp luôn ha. Nói chung là khá đẹp luôn của chú anh chị ơi. Dáng thì lắc lượn. Rồi mã 34 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 600.000. Rồi 600. Dạ, 600 có hai cây mai đẹp luôn của chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo là mã 35. Cao luôn. Chiều cao tương đồng của chú anh chị ơi, cao 70 ha. Rồi. Rồi quanh thân anh này 11. Rồi em kia chắc cũng cỡ đó không? 12 anh ơi. 12 hơn dạ. Luôn ha. Rồi một cây 11, một cây 12. Củ đế đều đẹp hết cô chú anh chị ơi. Đấy, đẹp quá nè. Dạ. Rồi, mini mà đế đẹp ha. Rồi mã 35 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 550.000 của chú anh chị. Rồi, có hai cây luôn ha. Mã rồi. 35. Xuống cây. Rồi em lên mã 36. 36. Chà, em mã này hai em lắc lượng. Quái của chú anh chị ơi. Rồi chiều cao cây cao là cao nhất là 40 ha. Cây này thì 21 của chú anh chị. Rồi em đo hoành luôn nha. Hoành luôn ha. Dạ. Hoành em đây 11. Rồi em bên kia. Cây bên đây 12 có hơn 12, của chú anh chị. Dạ. 11 em 12. Lắc thì cái gọng lắc giống nhau. Dạ. Rồi đoạn dưới đây. Củ đế đều đẹp hết của chú anh chị ơi. Em này đế dưới ha. Dạ. Đó, lắc quái ha của chú anh chị ha. Cũng rất là khéo cây rồi. Rồi giao lưu như đây em. Rồi mã số 36 nằm giao lưu cô chú anh chị giá là 700.000 ha. Rồi 700. Rồi, có hai cây mai đẹp luôn nha cô chú anh chị ha. Tiếp theo luôn. Rồi em lên mã số 37 cũng có là hai cây của chú anh chị, dáng thế nè, giống nhau luôn. Giống nhau luôn. Một cặp xứng đôi vừa lứa luôn. Rồi chiều cao là 60 của chú anh chị ơi. Em tính chiều cao tương đồng hết ha. Rồi một hoành đây là 9 của chú anh chị. Rồi em kia. Cây bên đây hoành 11 có hơn 12 rồi. Yếu. Em 9, em 11 đi. Ồ, vậy em thấy em nói rất là tương đồng của chú chị. Lắc lượng, tay cành đều. Rất là duyên dáng ha. Đấy, tựa tựa luôn nè. Dạ. Nói chung hai em này vô một cặp là xứng đôi lắm của chú chị. Rồi, mã 37 nè, em giao lưu của chú chị giá là 750.000 ha. Rồi, 750.000. Rồi, dạ. Xuống cây. Rồi, em lên mã 38 luôn của chú chị ơi. 8 luôn. Cũng có là hai cây nữa ha. Rồi, chiều cam tính tương đồng nha. Cao 60 hết của chú chị ha. Rồi một em hoành 12 có hơn. Còn cây phía bên đây thì hoành 12 của chú chị. Rồi tính nhỏ tính 12 luôn ha. Dạ. Dáng em nào cũng lắc lượng hết của chú chị ơi. Để luôn, để dạ. Quá xá đế đây ha. Cụ đế em nào cũng có khá là đều của chú chị ơi. Rồi giao lưu như đây em. Rồi mã 38 em giao lưu của chú chị giá là 800.000 ha. 800, 2 dạ. Cây. 2 cây. Rồi xuống cây luôn. Rồi lắc lượng. Dáng đẹp của chú chị ơi. Rồi mã số 39 luôn. Rồi mã 39 là một cây lẻ của chú chị ơi. Rồi cây lẻ. Rồi chiều cao là 66 của chú chị ơi. Hoành thân 14 có hơn, 15 thì yếu ha. Rồi xe xe luôn. Em này tay cành rất đều của chú chị ơi. Rồi bộ đế nè của chú chị đặt kẹo nha. Đó. Không thiếu mặt nào hết của chú chị ơi. Rồi giao lưu nhiêu đen. Rồi mã số 39 em giao lưu của chú chị giá là 600.000. 600. Rồi dạ. Xuống cây luôn. Rồi em lên mã số 30. 40. 40 của chú chị ơi. Rồi cao luôn. Rồi chiều cao em này là 57.
Hoành thân 14 có hơn của chú chị ơi, 15 dạ. Yếu luôn. Để luôn. Dạ. Đếm này cũng lực lắm nha cô chú chị. Rồi mã 40 nè em giao lưu cô chú chị giá là 550.000 ha. Rồi 550.000. Dạ. Rồi xuống cây luôn. Rồi em lên mã số 41. 41. Cao luôn. Giờ chiều cao này là 60 anh ơi. Rồi hoành thân hôm nay 14 có hơn, rồi, 15 yếu. Xây xây luôn. Dạ, xây xây luôn. Rồi, lắc quá ha. Ê, cụ đế cũng khá là đẹp nha cô chú nhị ha. Đó. Rồi, giao luôn nhiêu đem. Rồi, mã 41 này em giao luôn cô chú nhị giá là 500 ngàn ha. Rồi, 500. Rồi, bao sống, bao ship toàn quốc luôn cô chú chị ơi. Dưới cái tay. Rồi, em lên mã số 42. Rồi, chiều cao hôm nay là 36 anh ơi. Rồi, hoành luôn em. Hoành em này 14 có hơn. Rồi, xây xây luôn. Em này có cái củ rất là duyên nha cô chú nhị. Đó. Đây, củ nó nè. Đây mặt này rất là duyên cô chú nhị ha. Đó đẹp. Rồi, giao lưu như đây em. Rồi mã số 42 này em giao lưu cô chú nhị giá là 600 ngàn luôn cô chú chị mình ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 43. 43 cao luôn. Dạ chiều cao này là 36 cô chú chị ơi. Hoành thân 16 có hơn, 17 yếu ha. Rồi xây xây luôn. Đế nôm đều của chú anh chị ơi. Rồi để đây rồi quý vị. Rồi giao luôn như đây em. Rồi mã 43 này em cũng xin giao luôn cô chú anh chị mình giá là 600 ngàn luôn. Rồi 600. Dạ. Rồi xuống cây 44 luôn ha. Rồi tiếp tục là mã 44 ha. Một em dáng trực, tay xương cành rất đều của chú anh chị ơi. Rồi chiều cao đúng 1 mét anh ơi. Rồi hoành thân 17 anh Tấn ơi. Rồi xe xe luôn em. Đó. Tay cành cũng khá đều của chú anh chị ơi. Rồi đế luôn. Cụ đế đẹp. Đế đều 24 giờ của chú anh chị. Rồi giao lưu như đêm. Rồi mã số 44 này em giao lưu của chú anh chị giá là 700 ngàn ha. Rồi 700 ngàn. Rồi xuống cây để đẹp luôn. Rồi. Rồi tiếp tục là mã số 45 của chú anh chị ơi. 45. Cao luôn. Rồi chiều cam này là 59 nè. Rồi. Hoành thân 17 có hơn, tính 17 đi của chú anh chị ơi. Rồi xe xe luôn. Em này thì nói chung là lắc lượng tay cành rất đều. Có cái củ. Để đặt toàn. Rồi giao lưu nhiêu đây em. Rồi mã 45 này em giao lưu cô chú chị giá là 1 triệu ha. Rồi 1 triệu. Rồi dạ. Xuống cây. Rồi em lên mã số 46. 46 cao luôn. Cao 60. Hoành 16 có hơn của chú chị ơi. Rồi xe xe luôn. Em này cũng nhìn rất gọn ha. Đây của chú, rút vận chuyển của chú anh chị của bên em là có cây này thì nó bị tróc lớp da ha, nhưng em đã cũng xử lý keo, trách keo rồi hết của chú anh chị ơi. Chừng vài mùa là nó sẽ liền da ha. Rồi giao lưu nhiêu đây em. Rồi mã số 46 em giao lưu của chú anh chị giá là 700 ngàn ha. Rồi 700. Rồi dạ. Xuống cây luôn. Rồi em lên mã số 47. Dạ chiều cam này là 80 anh ơi. Dạ hoành thân 17 có hơn. Rồi xe xe luôn em. Tay cành cũng khá ha. Em này có củ đế rất lực luôn nha cô chú chị. Rồi mã 47 này em xin giao lưu cô chú chị giá là 1 triệu ha. Rồi 1 triệu. Rồi dạ. Xuống cây. Rồi luôn. Lên mã số 48 luôn cô chú chị ơi. Rồi cao luôn. Rồi chiều cao này là 52 nè. Hoành thân 17 có hơn. Rồi xe xe luôn. Em này cũng có cái củ để đặt này cái gì. Dạ. Nôm lên nè, rất chiên luôn. Rồi mã 48 em xin giao lưu cô chú anh chị giá là 1 triệu luôn cô chú anh chị mình. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 49. Chính cao luôn. Cao 70. Rồi. Hoành 16 cô chú anh chị ơi. Rồi xe xe luôn em. Dạ. Em này cũng có cái củ nỏ nè cô chú anh chị ơi. Chân chống chân chịu khó hết ha. Rồi giao lưu nhiêu đây em. Rồi mã 49 em giao lưu cô chú anh chị giá là 900 ngàn. Rồi 900. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 50. 50 cao luôn. Dạ cao là 67 anh ơi. Rồi. Hoành thân em nói 15. Rồi. Đó, em này xương cành nó cũng khá đều nha các anh chị.
Rồi để đây quý vị. Để nôm điều. Rồi giao lưu như này. Rồi mã 50 này em giao lưu của chú anh chị giá là 550.000 của chú anh chị ơi. 550.000. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 51 luôn của chú anh chị ơi. 1. Rồi, cao em nói không? Cao là 60 anh ơi. Rồi. Hoành như em. Dạ hoành 13 có hơn 14 yếu của chú anh chị. Rồi, xe xe luôn. Dạ em cũng lắc lượng ha. Tay cạnh cũng khá lên của chú anh chị ơi. Rồi, để đây quý vị. Một em đế bạc. Điều 24 giờ của chú anh chị. Rồi, mã 51 này em vô lô cô chú anh chị giá là 500.000 luôn cô chú anh chị ơi. 500.000. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã số 52. 52, cao luôn. Dạ chiều cao em này là 71 anh. Rồi. Hoành thân 14. Rồi, xe xe luôn. Rồi, để cực quá. Dạ, một nồi luôn cô chú anh chị. Rồi, vô luôn như đây em. Rồi, mã 52 này em vô luôn cô chú anh chị giá là 650.000. Rồi, 650.000. Dạ. Xuống cây luôn. 53 ha. Dạ. Tài cành quá xá luôn. Tài cành em này đều lắm cô chú anh chị ơi. Dạ, chiều cao em này là 1m18 anh ơi. Rồi. Rồi, em vô cái hoành luôn. 1m18, hoành. Hoành 19 cô chú anh chị ơi. 19, hoành. Em này tay cành thì khỏi chê rồi ha. Dạ. Rồi, mình xuống đoạn ở dưới nha quý vị. Em này da nó sần sùi dữ ha. Sần sùi dữ lắm cô chú anh chị ơi. Dữ. Nó lạ là cái đoạn này của chú nhỉ, nó sần sùi hết rồi. Rồi, cái này em giao lưu như đây em. Dạ, cây 53 này em giao lưu của chú anh chị giá là 1.2 triệu ha. Rồi trên đây, trên cái lúc vận chuyển hai cái nhánh này nó tét nhẹ của chú nhỉ. Em đã quấn băng keo lại ha cho nó mau liền cốt nha cô chú anh chị. Không sao hết nha. Sự sống thì cô chú anh chị yên tâm luôn. Mai về này đúng cũng lẹ mau. 1.2 triệu ha. Mau liền cốt luôn của chú anh chị. Dạ. Rồi tiếp tục là mã số 55. 50 mấy ạ? Cây đó năm mấy em? 53. Tiếp tục là mã số 54 của chú anh chị ơi. Ủa sao cây này lên 55? Rồi tiếp tục là mã số 54, chiều cao là 78 của chú anh chị ơi. 54 rồi, sửa số lại nha em, để lộn nha em. Hoành thân 18 anh ơi. Rồi. À. Em này nhìn ngoài khá lực nha cô chú anh chị. Rồi. Nó xương cành đều rồi. Mã số 54 nha quý vị. Rồi mã số 54. Trên bàn xay là mã số 54 nha cô chú anh chị ơi. Để đây quý vị. Wow. Xe đều ha. Củ đế đều lực hết. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Rồi mã 54 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.1 triệu cô chú anh chị ơi. Rồi 1.1 triệu mã số 54. Rồi xuống cây luôn. Mong được giao lưu cùng quý vị ha. Giao lưu cùng cô chú anh chị mình ha. Rồi 55. Rồi mã số 55. Dạ chiều cao em này là 91 anh. Hoành thân 18 anh ơi. Rồi xe xe luôn. Em này cấu cành cũng khá đều của chú anh chị ơi. Đây, để đây quý vị. Dạ, củ nở ha. Chân trống chân chịu đủ đủ, đủ hết. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, mã 55 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 900.000. Rồi, 900. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 56 lên cây luôn. Rồi, em lên mã số 56 ha. Rồi, chiều cao em nó. Dạ, chiều cao em này là 90 anh. Rồi, 90. Rồi, hoành. Hoành 22 hoành của chú anh chị ơi. Rồi, xe xe luôn. Rồi, vô đế luôn nha quý vị. Dạ. Đế này hơi đen nha cô chú anh chị. Nhưng mà nhìn rất lực của chú anh chị. Dạ, có chân chịu. Rất là to nha anh chị. Dáng thế nhìn như một con thú đang ngoái đầu của chú anh chị ha. Rồi, giao lưu như đem. Rồi, mã 56 năm giao lưu của chú anh chị giá là 1 triệu 2 ha. Rồi, 1 triệu 2. Dạ, rồi, cho mã số 56. Bao sống một ship toàn quốc của chú anh chị ơi. Rồi, em lên mã số 57. 57, cao luôn. Dạ, chiều cao này là 79 anh ơi. Dạ, hoành thân 16 có hơn. Rồi, 17 yếu. Rồi, xuống đế luôn nha quý vị. Đế đẹp luôn ha. Đế cộng to không này. Dạ. Rồi, giao lưu như đem. Rồi, mã 57 này em giao lưu của chú anh chị giá là 950.000 của chú anh chị mình đó. Rồi, 950.000. Rồi, xuống dạ. Cây luôn. Số 58. Cao luôn. Dạ, chiều cao này là 67. Rồi. Dạ, hoành thân 17 yếu 16 hơn của chú anh chị ơi. Rồi, xay xay luôn. Đó, em này dáng lắc cũng rất là duyên ha. Củ nở nè.
Rồi mã 58 này em giao lưu của chú anh chị giá là 800 ngàn ha. Rồi 800, một sóng một ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn, 59 luôn. Rồi tiếp tục là mã số 59. Có dáng lạ lạ nè. Dạ, dáng này là ngộ quá của chú anh chị ơi. Rồi chiều cao đó là 79 của chú anh chị. Hoành luôn. Dạ, hoành thân 16 có hơn 17, yếu nhẹ ha. Rồi, nó dáng vậy đó. Nó bay, không biết bay, bay, bay hồi đầu gì của chú anh chị, không biết cái dáng này kêu bằng dáng gì luôn. Rồi, để em nói đây quý vị. Rồi, hôm nay đế này của chú anh chị cũng yên tâm nè, đế đẹp luôn chú anh chị. Đế cũng, đế bay luôn ha. Bay gì em kêu. Dạ. Nó bay theo cái đỉnh luôn nè. Dạ. Cùng bay ra đế, đỉnh cùng bay về hướng luôn. Rồi, giao lưu như thế. Rồi, mã 59 em giao lưu của chú anh chị giá là 900 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi em lên mã số 60 của chú anh chị ơi. Rồi chiều cam này là 72. Hoành 18 hoành của chú anh chị ơi. Rồi xe xe luôn em. Rồi vô đế luôn ha. Dạ. Em này thì có chân chân chịu luôn của chú anh chị. Còn to quá ha. Dạ. Để to như củ mì. Rồi giao lưu như em. Rồi mã 60 này em giao lưu của chú anh chị giá là 900 ngàn luôn của chú anh chị ơi. Rồi 900. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi em lên mã số 61. Rồi 61 của đế đẹp quá nè. Giờ chiều cao này là 59 anh. Rồi hoành luôn. Hoành em này 21 có hơn. Rồi xe xe luôn. Ảo gì em này của chú anh chị củ đế. Cảnh củ đế nha. Rồi quá xá là củ đế rồi của chú anh chị. Này rất là lực luôn, cụ đế đặc luôn của chú nhỉ. Giao lưu như đây em. Rồi mã số 61 nam giao lưu của chú anh chị giá là 1.250.000 anh ơi. Rồi 1.250.000 được. Đó, 1.250.000 có nghe cái này. Cụ đế rất là đẹp luôn của chú chị. Thích cái nào thích thì alo liền nha quý vị. Rồi, rồi tiếp tục lên mã số 62. Rồi cao luôn. Dạ chiều cao 50 anh ơi. Vâng. Dạ hoành thân 21 anh. Rồi xe xe luôn em. Dạ. Cái cành xe xe. Ưỡn thân ha. Có hai cái cánh hai bên. Dạ. Đây để luôn nha quý vị. Để cũng rất đều cho quý vị. Dạ. Rồi mã 62 này em giao lưu của chú anh chị giá là 1.200.000 luôn anh. Rồi 1.200.000 luôn. Dạ. Rồi xuống cây. 63. Rồi tiếp tục là mã số 63. Dạ chiều cao là 80 anh ơi. Rồi hoành luôn em. Dạ hoành thân này 19. Rồi xay xay. Rồi tay cành cũng đều quá nè. Dạ, quý vị. Tay cành cũng rất đều của chú anh chị. Rồi xuống đế ha. Đế là to to quá xá luôn của chú anh chị. Chân trống chân chịu đều có hết ha. Rồi giao lưu nhiêu đây em. Rồi mã số 63 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.000.000 luôn anh ơi. 1.000.000. Rồi. Dạ. Cũng là mã cuối clip luôn cô chú anh chị ơi. Cuối clip thì rất mong cô chú anh chị xem clip và ủng hộ cho em ha. Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị clip sau.